Xin chào toàn thể anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nha Hôm nay thường tiếp tục review cho anh em một con game uh, huyền thoại Gánh liền với uh, tuổi thơ của một số anh em thế hệ 7X, này, 8X và 9X Nói chung là không còn xa lạ với con game này rồi đúng không anh em Thì con này là có tên là Con đường tơ lụa anh em ạ Thì uh, cái bản đầu tiên chính thức của nó ra mắt là vào năm 2006 anh em ơi Nói chung là cách đây khoảng tầm uh, gần 20 năm thì con game này nó ra mắt cái bản đầu tiên nhưng mà cái bản đấy thì nó không có hệ thống auto in game như bây giờ đâu. Cái bản này là cái bản có bản quyền của bên VTC thì hiện tại là nó đang cho test này. Hiện tại anh em để ý trên màn hình là cái bản này là mình đang test. Anh em thấy rất là đông đúng không anh em? Cực kỳ là đông luôn anh em ạ. Đây anh em thấy này. Cái lượng người chơi truy cập vào cái bản test này anh em thấy là nó rất là đông, đông kinh khủng luôn. Và cái ngày đầu tiên ấy, ngày đầu tiên mà khi bắt đầu là cho tạo tài khoản và bắt đầu vào game ấy nó đông kinh luôn anh em ạ. Cái thành Trường An này nó đông dã man luôn, đứng kín map luôn. Và hiện tại là nó chỉ cho test vào ngày 17, tính từ ngày 17 tháng 7 cho đến ngày 24 thôi. Đấy thì tức là anh em chỉ test được một tuần và trong một tuần đó test thì bên VTC thì họ sẽ kiểu như là tìm lỗi để khắc phục sau đó là bắt đầu là sẽ ô bình sẽ ô bình chính thức các anh em ạ thì con game này là con game dành cho pc nhiều anh em hỏi tôi game này là pc hay điện thoại thì con này là con game pc à, chơi nói chung là nếu mà anh em nào mà chưa biết chơi ấy thì là chơi nó rất là nghiền cực kỳ là nghiền luôn anh em ạ vì nó là con game cày cuốc không khác gì con game võ lâm đâu cũng là cày cấp các thứ treo quái Nên như này để anh em cày cấp đó à và cái Q của nó DBK sướng lắm con này nếu mà BK cực kỳ là sướng luôn công ạ BK kết hợp Q và bơm máu nói chung là nhuần nhuyễn để anh em đánh sướng cực luôn và nó nhiều các hoạt động mà chơi nó cực kỳ là hấp dẫn thì nhiều anh em bảo mình tải game ở đâu thì cái trang chủ thì mình sẽ để dưới phần mô tả của clip này anh em kích vô để tải game anh em nhé hiện tại thì tôi cũng đang tập chơi thôi chứ tôi cũng không phải là pro đây là hệ thống auto của nó này ở đây auto bơm máu bơm mala thì anh em có thể anh em để vào đây thì nó sẽ tự bơm máu này Đấy à, và tự bơm mala Thế Tức là cái auto tự treo quá hết anh em ạ Tự treo quá hết nhá Trước là nếu mà cách đây khoảng tầm năm vào năm 2006 chơi thì phải uh, sử dụng auto bằng tay Chứ còn bây giờ nó có auto in game khá là xịn anh em ơi Và con game này cũng đang được uh, hồi sinh Tại một cái công ty phát hành đó là công ty lớn của Việt Nam, đó là công ty VTC đấy, Sau vi, Villa Game thì công ty VTC cũng là một công ty cũng khá là lớn về phát triển trò chơi đấy, Còn một con game huyền thoại đình đám nhất của VTC đó là con game Aoji Sinh Thời điểm đấy gọi chung là bao nhiêu thế hệ 7X, 8X, 9X nói chung là không còn xa lạ với con game Aoji Sinh nữa rồi cứu lét các thứ nói chung ở đầy đủ và diễn ra <laughs> đấy, anh em thấy không nói chung là con đường tơ lụa này chơi thì cũng khá là ok đấy anh em ạ à, nếu mà anh em nào mà chưa biết chơi thì vào nhìn rất là khó hiểu nhưng mà nếu mà đã biết chơi rồi thì nói chung là nó rất là nghiền và con game này con gái chơi cũng khá là nhiều thế hệ 7 x 8 x 9 x chơi cũng khá là nhiều con game này chứ để mà nói thì nó kén người chơi cũng không phải là kén người chơi đâu nó rất là đông tuy là nó là con game pc thật nhưng mà nó rất là đông người chơi nhé anh em đây anh em thấy cái đồ họa của nó mình zoom nhỏ cho anh em nhìn này. Đấy nó cực kỳ đẹp luôn. Đó anh em thấy không? Nhân vật các thứ này. Đó, nhìn nó cực kỳ là chất đồ họa của nó 2D thôi. 2D thôi nhìn nhìn nó rất là 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 là, là đẹp nhé anh em. Và cái kiểu như là cái XP đấy, cái XP bay vào người nó đuổi theo ấy, nói chung là chưa có một con game nào hiện tại là làm được ngoài con đường tơ lụa thôi. Không có con game nào có cái hiệu ứng mà XP bay vào người như như con đường tơ lụa hiện tại mình thấy là chỉ có con đường tơ lụa là nó nó giữ được cái nét đặc sắc gọi chung là khi mà farm chết quái ít nó bay vào người ấy, thì nó đẹp vãi cả đái luôn nó như kiểu pháo hoa tủa bông rồi đấy anh em thấy đấy đó đấy nhìn nó đẹp không con kia về anh em tải rất là nhanh thôi con cái pc này thì nó rất là nhẹ chứ nó không phải là lặng gọi chung là máy trước mình chơi nó máy cùi nhất cũng đã chơi được rồi như máy thế hệ mà sử dụng con chip ben đấy cho cái ben cùi mà đã chơi được rồi anh em nó không phải lặng đâu bây giờ anh em máy tính anh em gọi chung là khá là thông dụng laptop các thứ bây giờ anh em toàn thế hệ coi nói chung là nó nó khá là khỏe nên là anh em không phải lo cái vấn đề game này nó nặng hay là nhẹ mình thấy nó cái game này rất là dễ chơi tải về treo máy vứt đấy đi làm tối về chúng ta đi hoạt động các thứ cũng là một cái một cái đam mê nếu mà con lại ô bình là mình sẽ chơi ở chung là chơi quân xạ thủ. Đang đợi ô bình chính thức anh em ạ, bản này là bản test thôi. Đợi ô bình chính thức là bắt đầu vào quẩy thôi. Thì ngày 24 tháng 7 này bắt đầu là nó sẽ kết thúc uh, cái bản test. Bản test và chắc là mình nghĩ chắc là rơi tầm uh, cuối tháng, cuối tháng 7 này ô bình hoặc là đầu tháng 8 ô bình thôi. Nói chung là game bây giờ nó cũng ok rồi, nó không lỗi nước gì cả anh em ạ mấy ngày đầu ô bình thì nó bị lỗi đó là lỗi kiểu văng game đi game giờ nó fix được rồi bảo trì nâng cấp fix được rồi giờ là khá là ok rồi anh em không hiểu là cái mức lạp và siêu của nó như thế nào thôi đấy, anh em treo anh em vất đấy thôi để lên cấp rồi nó cày cấp cũng khổ lắm hiện tại nó đang đẩy ít ít 10 nhân 10 đấy còn là khi ô bình chắc là anh em cày mỗi còn lâu mới lên được cấp nên là anh em uh, chung là chưa lâu dài được vì hiện tại nó đang để mắc cấp là 90 mà Nhưng mà server này chắc mình nghĩ là khi ô bình là nó cài cấp cũng khá là lâu Chứ không phải là dễ thở Ở Đồ họa rất là đẹp anh em, anh em có thể di chuyển chuột để anh em xoay đổi các vị trí và anh em có thể ấn can trôn vào anh em lấy di uh, chuột để anh em zoom to nhỏ vào nhìn này nhìn nhân vật khá đẹp đúng không anh em đấy bộ trang bị này mình bao giờ ô bình là mình sẽ làm con xạ thủ mình đeo con xạ sạ cái đeo, đeo cái cái con uh, con này vào mua cái bộ skill này cho nó đẹp cho nó ngầu cho nó ngầu anh em ạ con này là tầm 5 triệu và cũng khỏe rồi đầu tư vào tầm 5 củ và con game này nó cũng ok hết được chấm ok đấy là anh em nào thích game con uh, uh, tìm kiếm một con game mới ở trên nền tảng PC thì anh em có thể là tải ngay con game con đường tô lụa này về chơi mình thấy là hợp lý anh em ạ nó là một game cày cuốc cũng khá là ok và giao dịch buôn bán tự do. Nói chung là anh em nào mà chơi nhiều áp về cày gold này, cái gold hay gọi gầy vàng ấy, anh em bán cũng khối tiền đấy. Đấy anh em ok nhá. Bây giờ mình xin phép là kết thúc clip ở đây. Hẹn gặp anh em trong những buổi livestream nhé anh em. Bye anh em.